Xin chào buổi sáng tất cả các bác. Hiện giờ thì Ước cùng em Linh đang thu dọn đồ để đi về Việt Nam các bác. Hiện giờ thì đang ở Côn Minh nhá. Tối qua thì ngủ ở đây đi mua sắm, mua ít đồ về. Đấy, mua được một ít quần áo ở bên Trung Quốc thì về lấy quà cho mấy chị em ở nhà. Đi. Em đầy đủ đồ chưa? Đấy. Có quên gì không? Điện thoại em hết chưa? Hết rồi. Đây cầm cái đấy thì anh giúp giúp cầm cái đấy cho. Đấy cầm nha. Xem có cái gì rồi. Hết đồ rồi. Chắc là khoảng tầm 3-4 giờ chiều thì mới đến cửa khẩu Thanh Thủy các bạn. Nay thì sẽ Ước sẽ cùng với em Linh với cả bà em Linh đi vào trong nhà Ước nhá. Được về nhà rồi bà. Nhà bà nhớ nhà chưa? Ừ, nhớ chứ. Bà bảo đi đi lâu thì cũng nhớ nhà nên là cũng muốn về. Khách sạn này bao nhiêu tầng nhỉ Linh? 60 tầng. 60 tầng à? 4 tầng. À, 4 tầng đấy. 60 tầng. Khoảng 3 giờ mình về đến Việt Nam. Tầm chắc là nếu mà mình mua đồ cửa khẩu đấy nó tầm 4-5 giờ mình mới đi qua cửa khẩu được. Bây giờ thì Ước cùng với em Linh với bà đi ăn sáng trước các bạn, xong là ra tàu để bắt tàu. Bắt tàu đi về một đoạn thôi. Xong là phải bắt taxi đi ra chỗ cửa khẩu Thanh Thủy. Bà ăn trước đi bà. Linh ăn bánh nè. Anh bác ạ, em sở bánh bao. Kiểu bánh bao. Nè bánh bao à? Bánh bao ấy. Anh nhân cái gì ấy? À, tiểu màn thầu đi à? Bánh tiểu màn thầu Trung Quốc à? Ở trong phim làm bánh này. Anh ước ăn phở đúng không? À. Làm mát phở. Vâng. Ở đây có phở có bún này. Ngon không bà? Ok. Không không cháu ăn. Linh ơi cái này cái gì ấy? Đấy là miếng sữa đậu ấy. Tưởng bát phở chứ. Tưởng bát phở không thấy phở đâu. Ờ, em ăn trước đi, anh ăn nhanh mà. Đây là bún nhỉ? Đây là bún mà nhỉ? Bún Trung Quốc nhá, sợi to nhá. Thôi xin mời các bạn ăn sáng nhá. Ăn nhanh để kịp ra tàu. Rồi con mời bà nhá, mời Linh nhá. Mời các bác nhá. Ba và cháu bắt đầu lên tàu rồi nha các bác.
hành trình về Việt Nam, tạm biệt Trung Quốc. Kết thúc chuyến hành trình tour xuyên xuyên Trung Quốc. Mình đi được một nửa Trung Quốc kia nhỉ? Mình đi được khá nhiều điểm nổi tiếng ở Trung Quốc ấy. Bây giờ chắc khoảng 3-4 giờ chiều thì đến đất Việt Nam nha các bác nhé. Nếu mà mình mà đi nhiều sang Lệ Giang với cả ấy thì mình đi là tận điểm của hình chữ S, đi từ trên Bắc xuống. Chuyến đi nói chung là bây giờ đã, hôm nay là thành công rồi các bác. Vui vẻ ơi, biết thế ơi. Thôi về nhanh rồi đi về giúp đỡ bà con. Thôi nay về còn tổ chức 20 tháng 10 đấy, cho mấy chị em nữa. Nên là ước cũng phải muốn về sớm, tầm khoảng 3-4 giờ chiều là về đến nhà là đẹp. Bây giờ 9 giờ, mình ngồi tàu hơn 200 cây mất 1 tiếng thôi. Là 10 giờ mình đến cái điểm Phú Chở Hay kia. Phú Chở Hay thì mình bắt xe ô tô đấy. Ngồi tất tầm khoảng 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng là đến cửa khẩu. Là 10 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Tầm 2 giờ, 2 rưỡi là mình đã có mặt được cửa khẩu. Ước tụi em Linh vừa xuống tàu cho nhá, bây giờ bắt taxi đi ra Vân Sơn, đi hái chặn xe nữa các bạn. Về đến cửa khẩu Thanh Thủy. Hôm trước mình đi đường này nhỉ Linh nhỉ? Vâng, trước mình đi đường này. Cái chị là trước đón mình thì chị đấy đang ở Vân Sơn đợi mình. À, là chị này chở mình đến Vân Sơn đúng không? Vâng, có nghĩa là mình bao xe thì nó là trong một hệ thống, nên là mình cứ đi đến đấy họ khác chuyển, chúng chuyển cho mình. Khu này họ trồng ngô rất là nhiều nhỉ? Vâng. Cánh đồng ngô luôn. Trước lên không để ý các bạn. Giờ về mới thấy đâu. Khoảng 4 tiếng nha các bạn nha. Từ sân bay Côn Minh ra đến cửa khẩu Thiên Bảo. Nếu mà đi taxi thì khoảng 4 tiếng ra đến Thiên Bảo. Các bạn có thể nhìn thấy đất của chúng tôi cũng giống nhau, có sơn chứ? Đúng rồi, chúng tôi cũng có sơn chứ. 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 Chúng tôi cũng có sơn. Thằng nào nhìn thấy giống nhau. Chị này chắc là em à. Chị này nhìn trẻ hơn chị lần trước. Lúc mà chở ước với Linh. Ở cùng một chỗ Marifor đấy thôi.
thế mình ở thế mình dừng ở Vân Sơn này gì? Lên thế mình dừng ở đây à? Hả? Thế mình dừng ở đây à? Ở đây là Châu Vân Sơn này, tí mình đổi trạm ở đây ạ. Châu Vân Sơn nha các bác nhá, trung tâm luôn đấy. Khu trung tâm Châu Vân Sơn. Hôm trước mình có đi đường, anh nhìn nhớ không nhầm là không phải đi đường này đâu nhỉ? Mình muốn đi đường này mà, chẳng qua mình đi ngược cao tốc ngược lại đường bên kia rồi. Bây giờ là mình đi về chỗ Vân Sơn mà cái trạm điện ấy, có cái chị hôm trước nó đi đèo mình ấy, thì chị đấy đang ở đấy đợi mình. Chị này thì chỉ đến Vân Sơn, chắc chị này lấy chồng ở đây. Mình lão công chạy trên lì mà. Ừ. Chạy quần sáng chứ mà. Ừ. 都是马里坡的，但是我们已经上来住了十三年了。就是你家过来这里？不是，我们两个都是这边的。就是都过来这里工作，然后。还有我吗？现在还是。Hello。Hello，xin chào呀。Việt Nam là xin chào。你好，xin chào。你好啊。你好。Cái hai chị lái xe rất là vui tính nhá, lái taxi. Hôm nay mình cũng có duyên với chị này chứ nhỉ. Hôm nay là thứ nhất là ngày 20 tháng 10 nhá các bác. Đấy, là được gặp chị lái xe taxi cũng là phụ nữ rồi. Qua đây thì ước cũng xin thay mặt là chúc các chị em phụ nữ Việt Nam. Các bác, các cô, các anh, các chị luôn luôn mạnh khỏe nhá. Có sức khỏe để đi được nhiều nơi. Có sức khỏe là có tất cả các bác. Chỉ chúc nhau sức khỏe thôi. Trung tâm Vân Sơn đây, ban nhà to. Đấy thì anh mới phải về đó, về hôm nay để ngày. Để 22 này là ước là phải đi sang bên nhà anh Hải lên nhà mới các bạn. Đấy, tân gia nhà mới. Thì hôm nay phải về gấp, cũng kịp mà ngày 20 tháng 10. Chứ mình ở đây mà nhỉ? Đúng rồi đây, chỗ nạp điện bên này. Hôm trước ăn bát phở to bên này. Giờ ước lại chuyển xe tiếp nhá. Chế xuống đây rồi phải không? Chị đi tàu chứ mà. Nó nói qua bên này đó, đổi xe để tiếp tục di chuyển nha các bạn. Đấy, gặp chị taxi tốt bụng này. Hello. Là gặp chị đồng hương người Tây. Ăn chén tay ăn ở đây à. Thấy. Thấy lợi rồi, tại lần này đi chơi rồi. Nhi mấy bút chơi mà đi phô mà, tôi sẽ chỉnh chỉnh nhìn mấy chị phạm. 我上来以后我要下去，我尽量回去早一点嘛，在马里坡玩嘛。在不在呀？可能是我们只去马里坡买一些东西，然后就赶去天宝了。因为今天也是我们越南那边的大集吗？十月二十日啊，是一个季节啊。一个节日，你们有这种节日吗？这是我的同事。分两位。 能关上音乐吗？好的，可能快要满城的。今天是我们那边越南的十月二十日。阿Linh, nếu mà chị này hôm nào mà có người sang Trung Quốc thì nhỉ, bà chị này ra trở về là được nhỉ? Đúng rồi.
Đấy em liên hệ với chị đi, lấy số điện thoại của chị. Chị chưa? Bác nào muốn sang Vân Sơn đấy. Thì này rất là tốt các bạn, chồng chị làm công an, em Linh nói chuyện. Nếu các bác nào đi lên chơi Vân Sơn nhá, thì có thể liên hệ cho chị ấy trở lên dẫn các bác đi chơi. Có thể是旅行社的，只是来文山玩的话，我们就按40块一个座位来收钱就行了。嗯，就会很省钱嘛。就从天宝对吗？对。从天宝坐坐车到文山，其实40块。不是，从天宝坐文山，这到文山是60块一个。天宝那里是20块嘛？这里是40块。到文山，文山。对对。 那叫万顺，对不咯？万顺，叫万顺哦。叫万顺，啊，叫万顺呀，顶文南呀，那都顶文南，中国。这一次你们去北京啊？我们去北京。那个温顺来，走了吗？那个去到了，那绕过城，那么的，走的山，反正农村呢，走个几路。去凤凰镇玩，然后还要路过，青石苗寺。啊。 那有没去那个民族塔，上去民族塔了吗？民族塔，上海的那个民族，东方明珠，我们去了。上海的那个民族，都去了，都拍照。奶奶也坐上那个塔上了。我们不上去的，因为我们上去也没有用。我们只是去玩。对，奶奶去玩。 Em bảo với chị đi. Hôm nào rồi. Dẫn cả mấy chị em văn phòng ấy vào đây chơi rồi. Thì bảo chị. Em bảo rồi xong em bảo là thôi để hôm nào qua. Tại vì hôm nay cũng là ngày phụ nữ Việt Nam nữa nên là bọn mình phải vội về.因为他刚才那辆车，他是电油车嘛。如果他送你们下去，他还要回来，这个价钱的话就。也就多呢，我们如果M0没把完车，他不去，要我们电车去才划算。所以就电油车就，他就不划算了。但我们电车就划算，对。所以呢，他就不去了。 chị tư vấn tốt mà nhỉ? Chị bà nó mình lái mình đi, chị kia bảo là sang trung tư mình 600, xong chị này bảo là đang trung tư thôi, chứ bọn mình tốt mà sao cứ phải đi lừa người ta làm gì? Chị ấy nói thế à? Vâng, chị ấy vừa cho em cho tin nhắn, chị ấy nhắn đi với chị kia luôn. À, vừa thấy chị ấy lấy điện thoại cho phải không? Chị công nhận tốt thật nhỉ. Đầu tiên thì ước với em Linh bắt xe chị lên chứ khác tư vấn hết các bạn. Đi đâu phải gọi xe thế này thế kia. Tư vấn rất là nhiệt tình. Và rất là thật nhá. Nhưng mà có dịp mà sau ước vào thì sẽ đi vào với em Linh đi vào nhà chị chơi. Hôm lên chị còn bảo là nếu mà vào trong này có vấn đề thì gặp vấn đề gì thì gọi điện cho chị. Em Linh em có số Trung Quốc của chị. Tại vì chồng chị làm công an mà. Chồng chị làm công an thì chị có thể giúp đấy. Chị vừa gặp đầu tiên thôi mà chị cũng rất là nhiệt tình. Chứ nhỉ? Thì em cũng gặp được người tốt trong là mời những đồ nhà ăn cơm cũng luôn. Như kiểu anh em ấy nhỉ? Nhưng mà chị là cũng là gốc là người Tày, tình cảm giống người Tày các bạn. Đúng là người Tày ở đâu cũng tốt như nhau.
真的是有手拿开啊。对对。Linh bây giờ mình sang bên ngoài kia mình ăn cơm đấy nhá. Vâng. Ăn cơm ấy. Vâng. Mai đi mua ấy. À, xong là mình đi mua ít đồ ở bên đấy nữa. Bảo chị taxi chị đợi một tí. Vâng vâng. Bảo chị mời chị ăn cơm luôn nhỉ. Chị người tốt. Vâng. Chị tên là gì nhỉ?我是李啊，你看我的微信上，你是不是你信息上就有我的名字李志美？志美啊，李志美，同志的志美，志美呀，志美呀，阿美呀，阿美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 ，
rất là tốt. Chào mì, à mày chưa chưa như là sự mì ạ. À. Mày chưa sự rất mày đó. Thế tí mà mình mời chị ăn cơm luôn nhỉ? Vâng, vâng. Bảo chị dẫn mình vào quán nào ăn ngon ngon tí. Quán to to tí nhỉ? Quán nào hảo hảo tí chứ? Thực ra các bác mà đi Trung Quốc đấy, biết tiếng thì em Linh thì rất là dễ đi. Mà không biết tiếng thì các bác phải đi theo tour nhá. Hoặc là biết khoảng 50% không đi được. Đi rất là khó bởi vì mình hỏi đường, hỏi tàu vé xe nó đi luân chuyển rất là nhiều ấy. Nên lúc mình ngồi trên tàu luân chuyển bến tàu đôi lúc ước không biết thì em Linh gọi dậy vào đi tiếp, thằng là đi ra bắt tiếp chuyến khác mà. Đổi trạm liên tục ấy. Đổi trạm liên tục ấy. Mà họ thông báo trên tàu thôi, họ không ấy đâu. Nếu mà mình nếu họ thông báo mà mình không để ý mà đi qua ấy, là đến trạm sau là mình phải mua vé cũng đi trạm đấy luôn. Rất là khó. Xong rồi lỡ hết cả việc của mình ấy nhờ. Vâng. Không về đúng thời gian. Ước phải công nhận là đường Trung Quốc đẹp thật, thoáng thật các bạn. Về cơ sở hạ tầng đường, điện đường thì không phải bàn một cái gì cả. Hết lời để khen luôn đấy. Đường phân làn xe rõ ràng, nói chung là về giao thông là không có gì để nói à. Đây là đường đi ra huyện thôi nhưng mà đường to, đẹp, toàn đường cao tốc. Họ thiết kế này cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Vâng. Đèn đóm đầy đủ luôn. Đèn trang trí các bạn. Ý ước đang muốn là nói cái đèn trang trí rất là đẹp nhá. Còn đèn chiếu sáng thì chắc chắn là phải có. Đây là hầm 3 cây mà đến nọ mình đi qua đi. Hầm này à? Hầm tiếp theo nè. À, chắc là 3 công lý thôi. Toàn đi xuyên hầm thôi. Trên vẫn có đường nhỉ? Vẫn có đường, vẫn có nhà dân bình thường. Vận tốc là 144 km nha, trên giờ ấy, rất là nhanh ấy. Nhìn trong cam thì camera thì các bác nhìn thấy bình thường thôi nhưng mà nước ngồi vẫn là hơi run. Đấy, xuống 138 rồi. Vì đường này cho phép mà chạy tốc độ cao các bác.
nhà đi ăn cơm nhá. Chị ấy đang dẫn đi một quán cơm mà chị ấy bảo là ngon nhất ở đây, nhà chị ở đây. Lão ba, đây là nhà này hả? À? Đây là một cái khách sạn là xịn sò nhất ở Marifor. Đại Vương Yến, Đại Chủ Viện. Sau vào thì mình sẽ vào đây nhỉ? Vào đây chơi một ngày mua sắm ở đây. Đấy chị ấy bảo là ở trong ra khu này có nhiều địa điểm chơi lắm quá, nhưng mà phải vào cái vùng gọi là vùng nông thôn nhá, nhiều cảnh đẹp lắm. Chị ấy vừa bảo thế, lúc nào cũng sẽ vào đi vào đây. Ở đây thì gần thôi, ở đây đi trong khoảng 1-2 hôm là về thôi. Làm sổ thông hành thì vẫn được ở 1 tuần. Hôm nào vào nhá Linh nhá. Vào chơi 3 ngày đưa cả mấy chị em vào chơi. Đưa Trang vào chơi, Trang nó chưa được vào đây bao giờ. À trước vào 1 lần thôi. Trước Trang đi cùng 1 lần nhưng mà đợt đấy là không biết tiếng nên là cũng không biết đi đâu. Chỉ có vào xong lại đi về luôn. Đây có hoa yến chán thiên. Hoa yến chán thiên. Chúng ta ở đây ăn một chút. Chúng ta ở đây ăn một chút. Chỉ chơi chơi ở đây cũng được. Hoàn cảnh tốt, nhưng mà chúng ta ở đây không có cái gì. Chúng ta ở đây là... Chúng ta sẽ đưa các bạn xem. Bây giờ chúng ta đi ăn một chút. Nhà này đẹp nhưng mà đồ ăn không ngon. À. Nhà kia nhà không đẹp nhưng đồ ăn lại ngon. Thế mình cứ đi ăn cho nào ngon là được. Nếu mà được đẹp được ngon nữa thì tốt. Đây là khách sạn là sinh ý tốt nhất. 你们越南人来大部分是住这家金达酒店是吗对金达酒店这有一家花园餐厅这一家这里吃是吗这里他们把khách sạn đây đúng không金达酒店待客来就行啊你扔车安客吗安客上离tiếp吧花就放酒店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 
啊，姐姐，那个，带你们点好菜，我就用，然后人家放过来。他家楼上哪里你们可以参观一下啊？但是这个苦瓜不要放油啊，老板，不放油。哦，对。就直接炒就可以了，把炒成直接炒不过水，嗯，不过油不过水直接炒，嗯，对，跟鸡蛋炒。这是牛肉干呀，安利家宴，安啊，跟那个鸡的，地冷地薄的，那地干。能吃吗？能吃吗？能吃的，但是那个这边还有分菜，干来吃来烧。哎，先嘛，看一下，对呀，是你们这边的招牌。Em hỏi là nếu mà món gì đặc biệt như ở quán này ấy, thì là lấy lên cho ngon nhất đấy. Điều cá đây. Đâu? Đây, món cá nó làm tượng trưng thế này. Rồi, món cá đây, làm món này đi nhỉ? Món này hợp dẫn này. Phu tao ý thôi mà. Phu tao cho vị. Nhớ làm bát canh nhạt cho bà nhé. Bà nhớ canh nhạt rồi. Ở khu bên trong Côn Minh thì hầu như là không có món canh nhạt mà ra ngoài gần Việt Nam mình thì mới có xào lên được. Sốt bao trại, rồi bạn giúp tôi chủ được, rồi không bỏ gì cả, chỉ cần theo nước chủ là được. Ừ, được. Dầu có không? Dầu thì cần ít thôi. Dầu thì cần. 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 Dầu đấy món đầu tiên nhá các bác. Đấy, cháu ước quan sát nhiều món sâu chít đấy đúng không Linh? Bán được cái này không? Bà ăn được con sâu chít này không?
Giòn nhỉ? Mày chấm ớt lên. Cho đi lên tầng cao không rồi lên. Dừa. Cái này dừa rồi nhờ. Cái này là nuôi hay là bắt về anh? Thầy bắt ở số chít đây. Để à, cây chít đây. Nó ở ngọn cây chít mà nó ăn ăn ngọn đấy. Ngon nhỉ? Đợi chị ấy đã nhờ chế về chưa? Sắp về chưa? Mà đủ món đó đúng không? Được, làm cốc bia nhỉ? Cho mát. Ở trong đấy lạnh lắm các bác, ra đứng ngoài này là hơi nóng nóng một tí rồi. Ở trong Côn Minh run hết người luôn. À, đói à? Không, lạnh đấy. Ở đây thì đỡ rồi. Mất thật tành ở đây. Ít tành. Ít tành hả? Ủa, giờ suy ít tành nào. Cái lấy gì nữa rồi. Mà đây một tí nhá, họ đang làm đồ ăn. Mà em đang muốn về lắm rồi, lo hai con lợn ngoài chăm. Đấy, bà đi chơi bà có vui không? Hả? Đi chơi có. Bà sợ bà không ăn được gì bà. Vâng. Dạ, bà là bà không ăn cá các bạn, không ăn cá này, không ăn cay. Đấy, bà chỉ thích canh nhạt thôi. Anh nhạt với cả như kiểu là có gà luộc cái ấy thôi, đồ luộc thôi. Nhưng mà trong Bắc Kinh, trong Thượng Hải, nói chung là nhiều nơi ở Trung Quốc thì không có một có những món đấy mà. Lâu lâu quán thì người ta có cơm với cả rau xào thì bán được. Về gần khu vực này thì nó quan trọng dễ trả hơn. Tí nữa chiều thì về xong là vào nhà con, xong sáng mai mới bắt xe cho bà về. Tối vào nhà con ăn cơm một bữa cơm cùng gia đình con. Vâng, cứ ngủ nhà con thoải mái mà, ngủ nhà sàn. Nếu con đi muộn cho về cửa khẩu hoặc là tỉnh giấc nữa nữa. Con nhỉ? Đây mương cá này thì chắc là bà này không ăn được tiếp rồi. Ghê nghe đủ. Đây cá nha các bác nha. Đi đến ngon đây. Có biết ngon đây em. Ây. Bác nhìn đây em. Ớt là nhiều quá. À đấy, tí anh bảo muốn mua cái ớt này này Linh à. Tí nó mua đi ra ngoài để mua mấy hộp. Đây về. Mua thanh thủy hay mua ngay đây? Chả biết, không biết là thanh thủy có không? Thanh thủy á? Ớt chụp ảnh lại. Cái này ớt khô, nhưng mà họ làm ngon lắm. Họ chiên qua dầu ấy đâu, nó không cay mấy đâu. Hả? Ở mình chỗ đây thì được rồi. 只是这个饭而已嘛，不用那个。哎， cái này chắc bán được này. Xào này bán được. Bán cơm đi bà. Lấy cơm đây bà. Ôi xin mời các bạn ăn cơm nhá. Ăn cơm xong này ước của em Linh này hành trình đi về Việt Nam đây. Thì tối nay còn tổ chức cho các chị em 20 tháng 10 các bạn. Thực ra đi đâu thì đi vẫn nhớ về quê nhà mình. Đi được một tuần nhưng lúc nào cũng nhớ đến nhà. Về... Em công nhận không nhỉ? Nhớ nhà mày. Đi này vui vui thật chứ bác. Nhưng mà không có nơi nào bằng nhà của mình đâu. Con mời bà nhá. Đấy bà ăn cơm đi, ăn no bà. Mời anh ơi nhá, mời tất cả các cô bác xin chào anh ơi một cơm. Dùng đi. Ờ chị ấy chưa sang à? Đấy sang đâu, chị ấy chờ nạp điện. Chị ấy bảo không sang nhá. Có, chị ấy bảo mình ăn chơi. Bà thích ăn mướp đắng à bà? Ừ, ở nhà bà thích ăn và ăn mướp. Bà lại thích ăn mướp đắng với trứng, xào trứng.
đấy nhỉ. Còn món nào nữa không nhỉ? Còn một món là măng tre. À, măng xào nữa nhỉ? Măng tre xào lòng. Chứ cái phần chúng chia nữa. Đây măng xào lòng mì này để cho bà. Để bên cho bà đi. Linh ơi, để bên này đi. Bà không dùng món cay này thì lấy cái món đây sang cho bà. Đấy. Cho bà dễ gắp. Đợi chị ấy đến nữa là xong. Ngon nhỉ. Măng này ăn ngon lắm ạ. Ừ. Ngon ạ. Giòn lắm. Thế. Vâng. Bán thử xem. Không cay đâu. Măng này trên chỗ em có để vào. Này nó cây giống cây trúc. Đốt nó dài hơn. Quay rồi, cắm điện ngay từ quay rồi. À nuôi anh cắm điện ấy, cứ tưởng là cắm nồi lẩu cho mình. Em thấy ra cắm cái bàn này là mâm nó tự xoay nhá. Hay nó cứ xoay tròn đều để mình chọn món này nhờ. Đấy. Mình đỡ phải xoay bằng tay nữa. Mà nó quay rất là chậm nhá. Gắp đồ ăn, gắp cái này là nhìn thấy món khác ngay. Mua cái bàn này về Việt Nam được ấy. Ờ, cái bàn xoay này rất là khác. Tí em hỏi ông chủ hỏi bao nhiêu tiền cái bàn. Hay mà nhỉ. Nó tự động này hay mà. Ấy cẩn thận cái muôi. Không sợ. Ăn cũng được, ăn đều hết. Không cần phải dùng tay xoay. Chị vừa đi giả hàng cho khách các bác. Giờ mình sẽ ăn cơm cùng. Ta không thích ăn, nhìn khác người ta không thích ăn. Vậy 他会不会吃啊？啊，这主菜他可以吃。快吃啊！好的。那请你啊，别客气啊。好的。再吃一点吧。 Em bảo chị ăn cơm đi, chị lái xe chắc là không uống gì đâu. Có uống nước ngọt không? Bảo chị có uống nước ngọt thì lấy. Không喝，你们要，你们奶奶要不要喝啊？我奶奶她不喝饮料的。 超市嘛 vừa ăn cơm xong rồi nha các bác nhá. Bây giờ đi ra mua sắm ít quần áo cho trẻ con nữa các bác. Đi xuống siêu thị đồng đất đi anh. Đi sau để chào sư bà. Ờ cho mát nhờ. Hoa Yến là bên à? Đi bây giờ đi xuống siêu thị đồng đất nhá. Ây à, tan u đi được công chua là. Mấy sợ. Lại tới chị. Đi mua ít đồ với cả mua đồ ăn vặt cho cái Trang ấy. Cái Trang nhờ ấy. Chị đấy sắp đến nhà rồi các bác. Bỏ hai chuyến xe riêng của chị đấy để đưa mình đi ăn với cả mình đi mua đồ. Chị ấy có lời mời bảo là lúc nào mà ước với em Linh sang thì sẽ dẫn cả nhà đi chơi. Đi chơi ở đây một ngày ấy. Nên mình trả tiền trước chị ấy rồi dẫn. Thì... Thế chỉ có chào hai à? Chỉ có 1 rồi. Chỉ có 1 à? Càng hỏi 1 tuổi. Ừ, càng hỏi 1 tuổi. Hả? 以后我买一套衣服给你孩子啊。人烧起来先摸摸的，不过拿胶包。啊。人烧买一点的。对啊，姐宝，对啊。谢谢。买，买。姐，真的多呢。这把了，我们你摸买布，给拿几罐就罐呢。姐宝，那人烧嘞，你几个摸着。姐，我听啊。
siêu. Bên nó mỏ bên thể triển ha, mỏ mỏ tả. Ước đang đi mua quần áo cho mấy chị em các bạn. Mua quần áo cho con luôn. Linh ơi chọn đi. Để tặng quà người yêu luôn. Bà chọn đi. Đấy, tha hồ chọn bà. Ở đây có cả quần áo của người già, người lớn, trẻ con có đầy đủ hết. Cái đấy là cái này là mặc áo mặc mùa hè thôi bạn. Bà chọn áo đông xuân đấy. Bà lấy cho mùa hè mà. À. Bà lấy cho con trai. À, bà mua cho con trai à? Đấy, con trai. Đấy, bà cứ chọn đi, bà thích cái nào bà chọn cái đấy. Vâng. Cái đông con rể, cái con. Đây nhiều quần áo lắm, siêu thị quần áo. Được chọn thêm mấy bộ nữa để lấy quà về cho gia đình. Vì ở trong đấy là thực ra mua nhiều cái form về thời trang thì mình không hợp lắm các bạn. Ra đây thì nó nhiều mẫu hơn. Và giá cả nó hợp lý hơn. Đến đất Việt Nam rồi các bác nhá. Trải qua một quãng đường rất là dài. Làm sổ xong hết rồi, đóng dấu xong hết rồi. Giờ đi bắt taxi rồi đi về nhá. Đi xuống nhà anh nghỉ ngơi tí đó nhỉ. Xong là tầm tối tối thì mình vào nhá. Vâng, vâng. Nhá. Nhá. Hiện giờ thì Ước đã về đến nhà rồi nhá. Tắm rửa xong là chuẩn bị hết đồ ăn rồi. Đấy, cho chị em hôm nay là ngày 20 tháng 10. Còn là cũng làm hai nồi lẩu thôi, ăn ở nhà. Cùng với mấy chị hàng xóm nữa mà các chị hàng xóm là chưa đến. Đấy bạn ơi, ngồi đi, hai vợ chồng ngồi đi. Đấy, bà ba lên đi. Mình ngồi một mâm trước, tí một mâm thì ai đến sau ngồi sau. Tê em ơi, vào đi. Chén đi, chén đi. Vào đi chị ơi. Chị ơi. Chờ được anh rồi. À hay mình ngồi mâm kia đi. Mâm này chưa có ga, đang lấy ga. Đúng rồi. Ngồi mâm kia. Anh lại bịt cái nồi lẩu vào cái tí con kia nó bay vào ấy. Mình ngồi mâm có điện này trước, cái này nhanh hơn. Nhì. Mẹ đâu? Mẹ bò đâu? À, mẹ bò đi tắm à? Đi lên nhà hàng đang hôm nay đông khách. Ôi dồi, chết dở rồi, nhiệt. Dở rồi. Đây, bấm đi. Có làm mua bấm. Rau thì chúng mình lấy vào dần cũng được. Cái nút kia cơ mà ở thằng này nhỉ. Đây anh Ngương ngồi đi. Có làm mua bấm. Anh Thuyên. Đây Linh ngồi bên này. Đây tiền quẩy mày. Chúng ngồi đây. Bà vứt đi con. Quế. Quế. Mình khẳng lên thì mình nhiều. Đây vào ngồi đi. Đây. Ở tí bà ngồi bên này. Bà em về rồi. Bà lên, ngồi đấy. Người già mà anh, người già. Đây anh Dương ngồi đây. À được. Đi vào cái gì nào, đây. Đây, bà có xe à? Có. Thế không bảo lúc nãy anh đưa đi luôn cái lúc chiều ấy. Ôi rồi, lúc rồi đi bảo cho bà lại mà. Chị Miến ơi, ngồi trước đi. Tí mấy chị em đến ngồi sau. Ở trên đấy ổn định cái là mấy chị em xuống luôn mà. Hôm nay là anh Thắng đi ra chợ Hương Thiện rồi các bạn. Hôm nay tham dự cũng bên Hạ Thành Quán đặt mấy mâm cơm ở bên đấy. Có làm cơm ở bên đấy các bạn. Không sao đâu mà. Không, ở đây không quan niệm đâu mà. Ngồi đâu cũng được rồi mà. Mình quen rồi. Quen rồi. Ai biết này. Em cứ thấy bằng phẳng là em ngồi thôi. Đúng rồi, có sao đâu. Ở đây không quan niệm đâu mà. Chỗ tôi quan niệm là, như tôi quan niệm là chỗ nào đồ ăn nhiều tôi ngồi. Ông chắc là đang. Đây tí ông về ngồi của anh Ngơ ngồi đây. Tí ông ngồi bên kia.
À ông chơi nào đi. Ông bây giờ ông không uống rượu mấy đâu mà. Bây giờ ông giảm nó. Giảm rồi. Giảm tốc độ ấy rồi. Tốc độ uống rượu. Hôm nay đừng ra ngoài nhá, rơi chứ con ơi. Cái này tí là sôi mà, này sôi nhanh. Cao mà. Ngần với thanh cao mà. Đi mấy ngày nhỉ? Linh nhỉ? Ờ 6 ngày. 6 ngày. Nào tuần đi đâu đấy? Đâu Linh cho em một ly rượu nữa. Nhưng mà thấy quay ở đấy sao không lấy mấy cái xin xin gì? Cái gì nhỉ? Dâu. À không biết rồi. Dâu gì? Anh ơi. Ấy nướng nghe. À. À. Ông đang đến đúng không? Ờ. Ông vừa anh Hương mấy xuyên nữa về. Bác ơi, chúng mày lăn tỉnh lại chém. Mấy kilo về. Kim đã kỳ chén đấy à mấy bữa không? Mấy cái kim bia cái gì? Nào, ơi, nhờ. Cốc à? Linh ơi, với cho anh cái cốc với cái hai cái bát cũng được. Hai cái bia. Có bát được không? Bát được trong cú nào mà. Ơi, ăn đồ thơ nữa. Đây Linh ơi, có đồ thơ gọi rồi nhưng mà chưa ai đến. Uống rượu rồi, đừng mà uống bia. Uống bia thì đang đâu chân này không lấy được. Cái này là men sống mà. Này nó bị hút thì không uống được. Đó, bị hút là nếu như uống bia thì càng đau. Sưng lên đau không chịu được đâu. Nào nhờ. Thôi mời cả nhà nhá. Các chị ấy tí ngồi sau. Bạn không có mời mời anh em nhé. Chị Miên đợi mấy chị em nhé. Nào. Chúc chị em phụ nữ nhá. Nhân ngày 20 tháng 10 rồi. Mời bác nhá. Em mời các anh nhá. À, anh Thiên. Mời à, mời mời anh. Rất xin mời các bác nhá. Đây tổ chức cho các chị em một tí thôi. Hôm nay 20 tháng 10. Đây phụ nữ Việt Nam. Vâng, em mời. Được. Cháu mời bác. Không tí nữa đến nhiều mà. Mấy chị em có đang bận tí thôi. Chắc trên quán đông khách quá nhỉ. Đang lên hỗ trợ ở trên quán một tí. Bò ơi, về đây nào. Đây. Về đây ơi. Dùng nhá, cả nhà dùng tự nhiên nhá. À tí em đổ một ít nước này vào, nước lẩu vào là chấm rồi. Nó pha hết gia vị cho rồi mà. Tí thiếu nữa mà mặn nhạt thì ở đằng sau em có gia vị. À, hôm nay lấy ở bên Trung Cổ Nhĩ Hả này. Cái đấy là tiết tí thả vào luôn được. Đậu xị. Đợi nó sôi hết thả vào. Đậu xị đấy là chủ yếu là chấm thôi. Không sợ đâu. Cái này nó đốt một phát là cũng là không phải đau đâu. Nhưng mà nó nhức một ít. Thuốc đó mà. Gọi là khớp khớp ai bị giống như kiểu là bị khớp khớp ấy cho hẳn đốt vào một phát cả thôi cũng khỏi luôn. Ngày xưa đốt à. Bảy phát ông năm buổi sáng rồi ơi. À, bác này còn cho lui đây. Có bát chưa? Cháu ăn rồi. À, ăn cơm nhà, ăn cơm nhà rồi à? Mời bác cho ăn nhà chứ con ăn à, đúng rồi. Làm miếng mì tôm xào rồi nhưng mà. À, thế đến chơi nhỉ, tí ăn bánh sinh nhật nhá. Cùng bánh sinh nhật đấy. Sinh nhật anh Bin. Đấy, có bánh mà. Bánh kẹo mà. Chị con chị gái đúng không? Con chị Miền ở gần nhà ấy, ở ngoài ấy. Hôm nay cái con yêu thân này nhiều thật. Mùa đấy là mùa gặt đấy. Nó cứ bay nhiều. Mấy hôm nay đi ra bên nào, mời hai vợ chồng một ly nhỉ. À, ok, mời bạn nhé. Sau bao nhiêu năm anh em mình biết nhau hôm nay được chạm. Rồi, cảm ơn bạn nhé. Làm thì cháu lên mua cổ thôi. Ông trưởng cháu làm cháu lên mua cổ đi. Nếu như anh Linh bảo là năm nay không làm rồi. 18 à, 2 Linh đẹp quá nhỉ. Bằng qua tuổi con anh Hương. Nhờ. Yeah.
À, đúng rồi. Bằng là tuổi... Con anh Hương lớn bằng em rồi mà. Con anh ấy. Học xong 12 rồi. Bây giờ đang đi học ở ngoài. Học cái gì? Giáo viên mầm non. Sư phạm. Con gái thôi. Nhưng mà có con trai thì anh phải thì... bảo con gái chứ. Sao anh bảo con gái thôi này. Đấy thì thôi rồi. Anh chả động viên em tí nào này chứ. Không, cái này vẫn còn một tập nữa. Em đang hiện tại là đang tạm dừng rồi. Anh Hương là có hai đứa con gái lớn rồi. Thế là tất cả là đang đi học rồi. Chúc sức khỏe cháu nha. Đứa đầu là nghỉ học. Đang đi học nên nghỉ học đúng mà nghỉ học. Học xong rồi, học xong. Đang đi học là sư phạm. Là Hà Giang chắc biết Linh mà. Có khi là không trường. Ờ. Cung khóa luôn. Nhưng mà cũng xin là đây là cũng là à, cái bạn này cũng đây là mầm non thôi. Học sư phạm à? Cúc Cúc là bao nhiêu nhỉ? Anh Hương nhỉ? 205. 205 đúng rồi. Đây cũng 205. Cái bằng tuổi nhau rồi. Nhà nhà ngay nhà anh ở trên này. Đấy đấy nhưng mà có rất nhiều đợt mà lên đây thì cứ vào nhà báo chơi. Mày bay ngoài đấy. Hay là để tôi tắt quạt nhé. Không, về nhà thôi. Ok. Đấy, bây giờ mấy chị em vừa hỗ trợ trên nhà hàng xong bây giờ mới xuống các bạn. Mời nha, mời mấy chị em nha. Tí nữa chúc mừng sau nhá. Chúc mừng gì? Chúc mừng 20 tháng 10. Hoa đâu? Đấy. Đây. Chuẩn bị hoa rồi đây. Hôm nay có quà hết rồi. À hôm nay là sinh nhật Bin nữa nhỉ? Bin nhỉ, có quà rồi đây. Xin chưa? Giờ thì chắc là ước cũng xin kết thúc video nhé. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay là mấy chị em trong gia đình thôi các bạn. Tổ chức cho mấy chị em.